Phương, anh nghĩ như thế nào về cái câu nói mà vừa rồi cũng gây chấn động trong showbiz á? Anh nói là nghệ sĩ mà không cần khán giả thì bằng sống bình thường. Có đâu, có đó, anh nói rồi, anh nói rồi, điều đó tụi em nói sai, nhận định sai, đừng có nói câu đó nữa. Anh không biết đạo diễn gì đó mà đưa ra cái bài đó, anh cũng chẳng hiểu đạo diễn đó là đạo diễn nào. Chứ thường thường đạo diễn là phải có trình độ, nhận xét, nhận thức. Mới làm đạo diễn chứ, anh phải phán đoán được cái chuyện đó như thế nào và anh chỉ cho diễn viên diễn, anh chỉ người ta thể hiện được, đúng không? Mà anh nói điều đó ra là cũng sai đó nha, gì đó anh không biết, quên tên rồi. Nhưng mà thôi, em Út nó nói vậy thì nó cũng phải ngồi ngẫm lại, nó phải trung thực với đời mình, chứ đừng nói con là tôi không cần gì, tôi cũng lao động rồi trả ơn tôi này chứ, đừng nói vậy. Cái nghề nào không biết, dĩ nhiên anh buôn bán cái gì đó thì anh phải quảng cáo để người ta ủng hộ, nhưng đặc biệt cái người nghệ sĩ này nó ngộ lắm, cái tình cảm người ta nó bao la hơn là người bình thường. Khi nói tới nghệ sĩ tự nhiên người ta hướng liền, người ta yêu liền. Bởi vì sao? Qua những giai diễn, qua những cái cách con người mình thể hiện như vậy, người ta yêu mình, người ta mến mình, người ta thương mình. Bây giờ không thương anh Phương, không thương chú Phương thì nghĩ đi. Bây giờ 40 năm rồi nè, 40 năm rồi nè. Mà sao người ta vẫn thương mình, người ta vẫn ôm, người ta nắm tay mình. Trời anh ơi, hồi đó nổi tiếng, anh thương anh, anh quý anh lắm. Anh là tuyệt vời, nói như dạ vậy thôi. Mình muốn bỏ lơ đi, mình có ta đây là người đó thương mình, yêu mình không có. Dạ vậy thôi. Chứ còn sự thật là mình hiểu cái tấm lòng người ta quý mình, ta thương mình mới như thế. Mà không phải dễ vậy đâu, không phải dễ kiếm vậy đâu. Thế thương là khi mà nghệ sĩ mà nổi tiếng lên á thì tất cả là đều do nhân chúng, do người dân yêu quý rồi. Đúng rồi. Tất cả những cái gì mình nổi tiếng lên đều là do cộng đồng, do mọi người, do từng con người yêu mến mình. Rồi qua giai diễn mình, qua cái cách của mình, qua cuộc đời mình sống như thế nào, người ta thấy mình chân tình, người ta thấy mình dễ thương má, người ta yêu mình, thế thôi. Rồi khi mình có xa cơ, mình có gì, người ta sẵn sàng đùm bọc mình đó. Mình phải thấy cái điều đó là đúng, chứ không phải là mình nói nịnh ai hết trơn, đúng không? Nói cho công tâm, anh Phương nói còn có những nghệ sĩ đàn anh đàn chị khác nghe nữa. Và ta thấy anh Phương nói đúng, đúng không? Chứ không phải anh ta đây nha, anh không có cái đó, nhưng mà anh nói để cho các em nó nghe, nó hiểu. Và có những anh chị nghệ sĩ lớn hơn chú Phương, người ta sẽ nhận định là anh Phương nói phân tích cũng đúng. Vậy thôi. Chứ còn phải nói anh nói ra lệnh, không có ra định, không có nói gì ta đây hết. Nhưng mà phân tích để thấy rằng cuộc đời này mình nên nói cái gì cho nó đúng đắn, để cho mọi người ta thương yêu mình, đừng làm ai tổn thương hết. Đừng có làm ví dụ cái tiếng nghệ sĩ mà mình nói ra cái vừa miệng mình mà để người khác người ta khổ, người ta buồn, còn nghiệp người ta. Sao mình nói vậy chứ vậy, cũng là anh em mình mà, cũng là bạn bè diễn chung với mình mà, sao mình nói cái điều đó làm chi, để thiệt hại, để khổ những người khác. Ủa mình sống như thế vậy? Mình sống cho mình và cho mọi người chứ. Đã nói tiếng mình và cho mọi người thì mình phải như thế nào? Nếu riêng mình nói cho đã miệng, mình nói cho sướng, mình mà ngồi sao mình nói cho đã rồi, còn anh em khác chết kệ họ. Sao mình nhẫn tâm vậy? Đúng không? Cuộc đời này đâu có làm trò đó được. Anh Phương ngày xưa là bước vào con đường nghệ sĩ là có khó không? Và trong quá trình mà hoạt động làm nghệ thuật của mình, anh chẳng học ở trường lớp gì đó. Quá trình học nghệ thuật mình thì có gặp những khó khăn và những cái ốc ức gì không? Trời ơi, anh xuất thân ra đời đi ôm đồ buôn bán, ôm thùng cà rem rồi bán thơm, bán mía, bán đủ thứ trò. Nói chung là lặn lội bán đủ thứ trò, miễn sao có 500 ngàn ngày để cho 500 ngàn con cọp á, để cho gia đình trang trải thế thôi, không nghĩ gì hết. Rồi từ đó yêu thương nghệ thuật. Trời ơi, không ai có hát gì chú Phương đâu. Hồi mà cái đời Kim Trung á, ở ngay đường Hồng Thập Tự cũ rồi đó, bây giờ nó là cái gì đó hả? Hồng Thập Tự cũ đó là bây giờ nói là Nguyễn cái cách mạng cũng vậy. Cách mạng 8 là Võ Duy Huy. Không phải, ngay chỗ cách mạng 8 giờ rẽ cho thì con đường xuyên qua nó là gì? Trên Hướng Đạo. À? Không phải. Trên Hướng Đạo. Không phải luôn. Đường gì đó? Tấn Quỳnh Nguyễn Trãi. Không phải luôn. Đó nằm ở dưới chỗ Quỳnh nào chú hát? Nam Quang là tới nó là đường gì à? Quần Tân Bình hay là quần không quần nhất mình à? Quần nhất hả? Nó có cái rạp hồi đó là cái rạp Olympic hồi xưa đó. Mà chú Phương mê cái ngày mà đi coi hát mà đến nỗi ba mẹ khóa cửa nhốt ngủ ngoài luôn, lạnh lẽo vậy luôn. Mà không có tiền coi hát đâu, đâu có tiền đâu. Đi vô chứ nắm tay người ta rồi đi xin vô coi vậy đó. Mà giọng thứ vô cửa đó người ta nó mày dép. Cái việc này cũng thấy là rất là quan trọng. Tại vì bà Phương Hằng mà bà không lên stream mà nói ra thì không ai biết hết. Không ai biết hết. Nghĩ
anh nghĩ về cái tức là từ khi mà Phương Hằng xuất hiện đó, bà tức là bà Phương Hằng đã khui ra cái câu chuyện đó, bà làm cho câu chuyện đó tiếp tục. Nói rồi, trong mấy clip trước anh nói rồi, anh nói là đến cái chu kỳ mà nó tự nhiên có một cái người xuất hiện lên và làm đưa ra ánh sáng, nó đưa ra ánh, nó ngộ lắm, đến chu kỳ nào nó cũng vậy đó, là coi như là sụp đổ cho tôi mình nói giống như thần linh mình nói đến cái chu kỳ là có một cái vị thần xuất hiện đại khái vậy. Nhưng mà đúng ra thì theo như anh cảm nhận, anh thấy đúng là người phụ nữ đó là người kiên cường, là người anh hùng, dám nói cái điều mà gọi là khó khăn như vậy là chứ không phải giỡn. Dạ đúng rồi, khó lắm, mà không ai dám nói đâu, không ai dám nói, không ai ở không mà để đi nói chuyện để mà chửi mà. Không ai ở không để đi làm chuyện, ủa bả làm vậy nó có dính đám gì đâu bả đâu mà tự có định chạm gì, nó mười mấy hai chục người vậy rồi nó tấn công, nó chửi, nó mạt sát là đủ trò. Phải không, suy nghĩ ra đi, không ai làm chuyện đó đâu. Yeah. Nhưng có điều là bà dám làm điều đó là mình phải nói là bà là người gọi là trung trực. Cái lời nói là cái việc làm của bà làm cho mình cũng rúng động chứ. Mặc dù cái lời nói của bà nhiều cái nó cũng không có được ok lắm, nhưng mà thì thực ra cái câu chuyện bà muốn chia sẻ thì bởi vì chú nói hoài, chú nói với mấy đứa con hoài, nhận thức và hiểu biết, mỗi khi mình nói cho mình thân bà mình nói mà nói ra phải uống lưỡi 5-7 lần, nhưng mà con người ta khi giận là nó không uống nổi đâu, tự nhiên tự động nó phát ra rồi nó thành ra, ủa sao hôm trước nó hay quá nay nứt lòng, cái giận của mình không kiềm chế được nó bộc phát ra thì như vậy nó cũng không hay cho mình, thấy không? Cho nên là thôi thì nói đi nói lại cái mình cảm nhận được bà Hằng qua cái việc này có thể xóa bỏ hết những cái lỗi nhỏ nhỏ đó, mà mình thấy phải làm cái việc cao cả cho mọi người, cho cộng đồng, cho đất nước, như thế là ok rồi. Còn việc mấy cái việc nhỏ nhỏ đó mà nó lỡ rồi chửi ai gì cái nọ, cái đó điều đó bỏ qua, khỏi nói cái đó được, không sao hết. Lỡ rồi qua là có người ta đi nói lỡ rồi nha, thấy không, cái này nóng giận trong người nữa, thấy không, nó bộc phát ra rồi lúc đó. Bởi vì chú cũng có hiểu, có nghe cái thông tin là ông Dũng à, cũng có cằn nhằn vấn đề này, cũng nói rồi thôi đừng nói này cho nọ nữa, cứ nghe nhưng mà coi cái chuyện đó thì cũng nhỏ thôi, làm cái gì lớn. Nghệ sĩ mình thì hay có tiếng là chửi, người ta chửi cho cộng đồng, phải vậy chứ, phải chịu cả trăm ngàn người chửi bả gì đâu. Nói đi nói lại chứ người ta đâu có đụng chạm gì đâu, người ta làm cái việc đó cũng đâu đến nỗi là nhà xấu đâu, người ta hy sinh vậy là người ta giúp vậy, phải không? Mà đâu phải ai cũng giúp được đâu, bởi người có tiền thì cũng giúp đâu. Mình nói đi nói lại thôi cái chuyện đó, đừng có bắt lỗi người ta, phải tại sao là như vậy làm vậy, nó là việc nhỏ, theo như chú luôn nhận định đó là việc nhỏ, lời qua tiếng lại đó là việc nhỏ, việc lớn hơn là có lo được, có giúp được đất nước này, có giúp được mảnh đời ở trong những con người, từng con người này hay không. Cái đó mới quan trọng, cảnh đời, những cảnh đời. Ví dụ bà làm cái gì mà từ thiện, hoặc là bà làm cái gì bà mở cái chỗ để mà mổ tim mà này để cứu trẻ thơ, bây giờ đó bà đã xứng đáng rồi, mình chưa làm được cái điều đó. Nói gì thì nói, bù qua sức lại thì bà Hằng vẫn là khi mà chú xem được những cái thông tin về cái việc từ thiện của nghệ sĩ như thế, chú biết được như thế thì chú có thấy đau lòng không? Bản thân chú là một nghệ sĩ thì chú có thấy đau lòng không? Không phải đau lòng, nói không phải đau lòng nghĩa là buồn. Buồn bởi vì sao? Có những nghệ sĩ người ta quên là mình phải làm gì đó cho nó đúng đắn một chút, thì nó làm gì xúc phạm ai hết. Ví dụ giờ nghệ sĩ làm không đúng đi thì không phải mình nghệ sĩ nó chịu đâu mà cái tiếng nghệ sĩ nó ảnh hưởng đi, nhiều người làm nghệ sĩ nói vậy. Cho nên là trước khi muốn làm việc gì đó, cái người nghệ sĩ phải ý tứ là mình xem xét lại kỹ là mình làm cái điều đó có mất lòng ai không, rồi mình làm vậy có đúng chưa, rồi mình hãy làm. Chứ mình nói kệ nó làm đi không sao, có gì mình chịu gì, đừng nói vậy, nó mang tiếng chứ, nó mang tiếng anh em với nhau, nó mang tiếng với cái mát nghệ sĩ nhau, không buồn. Phải nói câu là mình buồn chứ không phải là đau lòng lắm, đau lòng gì cái đó không có gì đau lắm, nhưng mà buồn cho cái những cái sự việc nó xảy ra không được đẹp với một nghệ sĩ. Chú có nhận xét thì tại cái lý do tại sao mà một số nghệ sĩ lại đam mê cờ bạc và tiêu tốn một cái lượng tiền rất lớn không? Có cái nguyên nhân là tại sao lại như vậy không chú? Thực tế là câu chuyện nó có, dư luận người ta cũng nói có, nhiều. Nhưng mà nó cũng nghệ sĩ thì nó cũng là con người thôi.
nhưng mà từng con người một gì có nhiều đứa thích này thích kia, thích đi da, thích cờ bạc, thích đá banh, thích, nói chung là như vậy. Đó là ý thức của từng con người. Nhưng mà anh nào mà xui lắm là anh nào mà cuộc đời cũng bị nặng nợ gì lắm, dướng vào cái cờ bạc, cái đó là cái khổ nhất trên đời ha. Nhưng mà cờ bạc như vậy thì do tại sao vậy? Nó do buồn cờ bạc không phải, do cái trong tư tưởng mình, trong con người mình, nó phát hiện là cái trò chơi như thế. Mỗi người có một ý thức. Ví dụ như tôi thích đá banh, anh này thích bia, anh này thích đua xe, hay là anh này thích bơi lội, ví dụ vậy. Đó là từng con người ý thích. Nhưng mà mình xui lắm, chẳng may mình dướng vào ý thích cờ bạc, mà cái ý thích đó là từ chết tới bị thương. Không bao giờ mà nói ai cờ bạc mà thắng hết trơn á, từ chết tới bị thương. Thì đó là ý thức của từng con người nghệ sĩ đó. Vậy thì khi mà nó đổ vỡ ra, anh cờ bạc không thua nổi thì anh phải chịu. Mà anh cờ bạc vẫn có tiền, cờ bạc anh cũng chẳng đụng ai hết. Nhưng nói về cái hành trình mà mình làm nghệ sĩ, người ta buồn cho mình, cái buồn hỏi tại sao không có tiền, không biết giữ, tại sao không có tiền, không làm gì gì tốt đẹp, đi cờ bạc thua đêm nghỉ bao nhiêu tiền không nổi, có đứa thua 400-500 triệu, có đứa anh cũng xác định vậy, 400-500 triệu gì đó, trời ơi, nghe có khủng hoảng, nghe có lạnh người, trời ơi, trời cũng dám làm điều đó, trời, mình không có nói, cái vụ có vui lắm, có vui lắm á. Bạn bè nói cho nó anh Phương hùng trên 100 ngàn 200 ngàn, ví dụ vài 2 triệu, ví dụ quá rồi. Chứ mà nói số tiền 400-500 triệu lấy Phương hoàn toàn không dám đó. Cho tới bây giờ anh vẫn không dám, không có nói sợ, nói gì chứ sợ. Thì con người mà nhiều khi đôi lúc mình túng quẩn cái gì nghe tấm trời anh nói dễ đó, như ai chơi này đi hùng anh đi anh kiếm 100-200 triệu 50 triệu dễ lắm, để không ông nội quá đâu lũi vô chết không à, lũi vô chết không à. Thôi đừng nói chuyện đó, anh nghe anh sợ lắm. Sợ lắm. Ừ. Nhưng mà tụi nó là cái ý thức của người đó. Người ta thích hay là thích chơi giải trí vậy, thì cái hậu quả nó như thế, cái kiểu đó. Chứ còn đừng nói là cái đó là cờ bạc tại sao vậy. Tự anh thích anh dám chịu chứ. Đâu ai xuống đâu. Bạn làm điều gì, ví dụ anh lấy 100 ngàn, 200 ngàn, hay là anh chịu hoặc anh cho người ta đi, thì cái tình cảm được dâng lên. Và cái tình cảm nó 10 người, 20 người từ lớn ra rồi thấy người ta yêu anh. Làm điều đó đó. Anh cũng chẳng nói về anh đâu, nhưng mà tại tụi em hỏi gì anh nói. Anh là cái người cứ âm thầm đó. Ừ, anh có cái gì cứ âm thầm. Nhưng anh bây giờ các em muốn xác minh là anh Phương nói đúng hay không, cứ tìm tới cái chùa Diệu Giác. Chùa Diệu Giác, chùa Diệu Giác bên cầu Sài Gòn mình đó, đường Trần Hảo đó. Các em cứ tìm nữa đó, hỏi anh Duy Phương có qua đây không, và anh Duy Phương có gặp mấy sư cô đây không, và có tấm lòng gì đối với đây không. Mấy cô nói các em biết gì anh, 20 năm trời anh cứ lủi thủi làm vậy đó, anh có la ai đứng tí nào đâu, anh có nói đâu. Cứ 2 bao gạo, 1 bao gạo, anh có tiền nhiều tôi mua 2 bao, cứ thế mà anh làm 20 năm trời vậy đó. Ủa, anh đâu có cần la lên, anh Phương anh từ thiện, anh không có làm được, không có la gì hết. Cứ lủi thủi và âm thầm như thế. Nha. Từ khi cái chùa đó nuôi, tại sao mà anh Phương đem gạo đó, trong chùa đó có nuôi 300 cảnh đời đúng không? Mấy đứa bé không cao mẹ khổ, mà chính anh Phương đã qua đã nhìn thấy như thế, nhìn thấy cảnh đời như vậy. Anh cũng nghèo chứ không có giàu, anh có tiền anh cũng khổ, thì anh lại nhín ra anh chia sẻ như vậy. Mà tới 20 năm trời như thế, khi các cô mời qua nói trời thấm thoát mà 20 năm nữa anh Phương, trời ơi giật mình, ủa 20 năm nữa chứ, 20 năm nữa chứ cô, 20 năm nữa chứ cô, chứ Phương từ khi chú qua đây là cái chùa còn hột hẹp, còn nghèo khổ, mưa gió bão bùng, bây giờ khang trang xây đẹp luôn. Mỉm cười, mình mỉm cười, sau lưng mình còn những nào là bác ngang, dẫn sức duy lợi. Hôm đó chú Phương qua cũng có những người đó, những người có tấm lòng người ta từ thiện lớn hơn. Thì chú Phương cũng có lên phát biểu, cảm ơn các anh chị hôm nay thấy được tất cả những tấm lòng đó quý vị. Duy Phương cũng tấm lòng bé nhỏ thôi, nhưng nó nên mong rằng sẽ được làm hoài vậy, để chia sẻ những mảnh đời như thế. Và hôm nay chứng kiến các bạn như vậy, thì Duy Phương cũng mong là các bạn sẽ chung tay và làm điều đó mãi mãi với Duy Phương. Và Duy Phương cũng có ích thôi. Thì các bạn phải ủng hộ mình thôi. Nó làm điều vậy đó. Thì nghĩ đi, nếu mình lấy cái tiền đó mình thua đi, mình nghĩ rồi còn những bao nhiêu cảnh đời. Phải cảm nhận và mình phải trải qua hết thì mình thấy được cái giá trị. Chứ mình đừng nói không, anh Phương có nói không. Nói cái gì phải có đúng đàng hoàng. Nói phải tìm tới đó hỏi tôi có đúng hay không. Bịa ra để nói cho mình. Nói mình được cái gì, nói được gì đó, mình cũng chẳng cần
cái này nó nói là hay lắm, tôi dỗ dành anh hay lắm nha anh, vậy thôi chứ có được gì đâu, thấy không? Mình cũng không cần ca ngợi, tự động người ta sẽ biết, tự động người ta sẽ thấy người đó, thể hiện qua cái cách sống của mình người ta sẽ biết người đó như thế nào. Còn gì nữa không ta?